Nếu bạn nghĩ muối chỉ là thứ để chấm hay là cho vào nồi canh thì bạn đang đánh giá thấp một trong những thứ đã làm rung chuyển cả lịch sử loài người. Chính hạt muối nhỏ bé trắng ngần tưởng chừng bình thường đã từng là nguyên nhân gây ra chiến tranh, khởi nghĩa và cả những cuộc cách mạng làm thay đổi cả thế giới. Nhiều đế chế đã giàu lên nhờ muối và cũng có những vương triều sụp đổ chỉ vì muối. Ngày xưa, khi con người còn săn bắt hái lượm, muối cũng không hẳn là vấn đề quá lớn. Thịt động vật và tiết đã cung cấp đủ natri cho cơ thể. Nhưng rồi một ngày, loài người biết trồng trọt, ăn nhiều rau củ, ngũ cốc và thế là cơ thể bắt đầu thiếu muối. Lúc này muối trở thành thứ không thể thiếu được. Không có muối, bạn không thể giữ nước trong cơ thể, không thể truyền xung thần kinh, cơ bắp không co bắp được. Thiếu muối, con người kiệt sức, chóng mặt, thậm chí là tử vong. Nghe thì hơi khoa học nhưng bạn cứ hình dung đơn giản như thế này. Nước nó là sự sống, nhưng muối mới là thứ giúp sự sống đó vận hành. Không có muối thì máu không thể lưu thông bình thường. Một người trưởng thành cần khoảng 5-7 gram muối mỗi ngày. Chỉ cần vượt hay là thiếu vài gram thôi là cơ thể đã phản ứng dữ dội không bình thường. Nhưng giá trị của muối không dừng lại ở chuyện sức khỏe. Nó chính là thứ vũ khí bí mật giúp con người giữ được thức ăn. Hàng chục ngàn năm trước khi tủ lạnh xuất hiện, muối là thứ duy nhất có thể giúp cho thịt, cá, rau, củ không bị thối rữa. Nhờ muối người ta có thể mang thịt đi xa hơn, có thể sống sót qua mùa đông hoặc những mùa khô hạn. Chính vì vậy, nơi nào có muối, nơi đó có người ở. Những tuyến đường thương mại đầu tiên của loài người không phải là để chở vàng, bạc, ngọc, ngà, châu máu mà là để chở muối. Ở châu Âu cổ, người ta đã lập ra cả đường muối, kéo dài từ biển Adriatic vào đến tận thành Rome. Ở Trung Quốc, những đoàn lạc đà chở muối băng qua sa mạc Gobi. Ở châu Phi, những đoàn người dài dằng dặc chở muối băng qua sa mạc Sahara đổi lấy vàng. Nếu ngày nay dầu mỏ được ví như vàng đen, thì ngày xưa muối được ví với vàng trắng. Và khi thứ gì quý thì chính quyền bắt đầu đụng tay vào. Những nhà nước đầu tiên hiểu rằng ai nắm muối, người đó nắm sinh mệnh của dân chúng. Thế là khắp nơi, thuế muối đã ra đời. Ở Trung Quốc thời nhà Đường hay là thời nhà Tống, triều đình độc quyền khai thác muối. Họ không cho dân tự nấu muối biển mà bắt dân mua muối do triều đình sản xuất. Mỗi năm, nguồn thu từ muối chiếm rất nhiều phần trăm trong ngân khố. Ở Pháp cũng chẳng có chuyện gì khác lạ hơn. Họ đặt ra một loại thuế muối khét tiếng đến mức chỉ cần nghe tên thôi người dân đã muốn nổi loạn. Người dân Pháp bị ép phải mua muối với giá cao trong khi giới quý tộc lại được miễn phí. Tức mà, đúng không nào? Và cái tức ấy kéo dài suốt hàng trăm năm cho đến khi cách mạng nổ ra. Ở Ấn Độ thì còn cay đắng hơn. Khi người Anh cai trị, họ đánh thuế muối nặng đến mức người dân nghèo cũng phải trả tiền mới được ăn mặn. Thế rồi một ngày vào năm 1930, ông Gandhi đã dẫn hàng nghìn người đi bộ hơn 390 cây số ra tận biển để tự lấy muối. Cảnh tượng hàng nghìn người Ấn Độ ra biển để lấy muối đã trở thành một hình ảnh mang tính biểu trưng. Chỉ là hạt muối, vậy mà làm nên cả một phong trào độc lập. Nhiều người gọi đó là những cuộc chiến muối. Không chỉ ở Ấn Độ hay Pháp mà ngay cả ở Nga cũng từng có cuộc nổi dậy vì muối vào giữa thế kỷ thứ 17. Lý do rất đơn giản, nhà vua tăng thuế muối, dân đói, dân khổ, dân tức, thế là nổi loạn. Cả Moscow đã chìm trong biển lửa. Ở Tây Ban Nha thế kỷ thứ 17, người dân vùng Biscay đứng lên chống lại thuế muối. Ở Venice, thành phố muối của Italia, muối là nền tảng giúp họ giàu có và trở thành đế chế thương mại hùng mạnh bậc nhất tại khu vực Địa Trung Hải. Còn ở châu Phi, có những vùng có mỏ muối đã trở thành trung tâm quyền lực, ví dụ như là Vương quốc Mali cổ đại, giàu có nhờ buôn muối chứ không phải là buôn vàng, và người đàn ông giàu nhất hành tinh cũng nhờ buôn muối. Muối không chỉ là thứ ăn được mà nó còn khiến con người phải cúi đầu. Bạn có tin được không? Từ salary trong tiếng Anh có nghĩa là tiền lương, bắt nguồn từ tiếng Latin, salarium có nghĩa là tiền muối. Lính La Mã ngày xưa được trả lương bằng muối, không có muối thì họ không đánh. Thế mới nói, nhiều đế chế từng được dựng lên chỉ nhờ vào muối. Ở thành phố Salzburg của nước Áo, có câu lạc bộ Salzburg, câu lạc bộ bóng đá mà chúng ta biết đến, thì tên này có nghĩa là pháo đài muối. Còn ở Đức, có một nơi có gọi là Halle, có nghĩa là nơi có muối. Ở Trung Quốc, nhiều vùng như là Tứ Xuyên, Giang Tô cũng giàu lên nhờ khai thác muối mỏ. Một số khác ven biển thì có muối biển. Ở Việt Nam ta, những vùng ven biển như là Sao Huỳnh, Cà Ná hay là Bạc Liêu đều từng là thủ phủ muối nuôi sống cả miền. Thế nhưng càng quý thì hình như nó càng bị lợi dụng. Khi người ta bắt đầu coi muối là mỏ vàng trắng, người dân lại càng khổ. Từ một thứ cứu sống loài người, muối dần trở thành gông cùm trói buộc con người. Người dân bị cấm tự nấu muối, bị buộc phải mua muối độc quyền, bị đánh thuế muối một cách vô lý. Và khi người ta đánh vào thứ thiết yếu nhất là lúc mọi giới hạn bị phá vỡ.
Những cuộc nổi dậy không chỉ để đòi muối mà còn đòi công bằng. Muối từ chỗ là vị ở trong bữa ăn trở thành vị của quyền lực. Ai có muối, người đó có quyền. Ai cấm muối, người đó mất tự do. Và thế là những con đường muối nối liền cả thế giới. Muối từ biển Adriatic được trở về Rome như đã nói. Muối từ hồ Chad được đưa lên đến tận châu Âu. Muối từ sa mạc Sahara đổi lấy vàng, ngà voi và nô lệ. Muối tạo nên những chuyến thương mại khổng lồ và cũng tạo nên những thành phố phồn vinh. Người ta nói, nếu muốn hiểu vì sao loài người định cư, hãy nhìn theo vết muối. Vì ở đâu có muối, ở đó có con người. Càng thú vị hơn nữa, muối không chỉ xuất hiện trong kinh tế và chính trị như chúng ta đã đề cập, mà muối còn len lỏi cả vào tâm linh. Từ đông sang tây, muối được xem là vật trừ tà, tẩy uế, mang lại may mắn. Ở Việt Nam có câu là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Ở Nhật, người ta rắc muối trước cửa nhà sau đám tang để xua uế khí. Ở châu Âu, làm đổ muối là một điểm xui, nên người ta phải ném muối qua vai trái để phá xui. Còn ở Việt Nam, ngày Tết người ta thường nói đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi vì muối tượng trưng cho sự mặn mà, may mắn và bền chặt. Muối còn xuất hiện trong các nghi thức tôn giáo, rửa tội bằng nước muối, cúng thần bằng nước muối. Với người Ai Cập cổ, muối được dùng để ướp xác, hút nước, chống thối rữa. Nhờ muối, xác ướp tồn tại cả ngàn năm. Một hạt muối mà giữ lại được cả lịch sử của một con người. Có người còn dùng muối để hủy diệt. Trong thời Trung Cổ, khi một đội quân muốn trừng phạt kẻ thù, họ rải muối lên ruộng đất của đối phương, khiến đất không thể trồng trọt. Tất nhiên, lúc đó phải cực kỳ dư muối. Người ta gọi đó là rắc muối xuống đất, nghĩa đen là phá hủy triệt để. Vậy là muối vừa cứu sống, vừa có thể hủy diệt. Một nghịch lý hoàn hảo. Người ta thường chỉ nghĩ muối là thứ cho vào canh, nhưng mà thật ra muối chính là nguyên liệu nền của cả nền công nghiệp hóa học hiện đại. Gần 70% lượng muối trên thế giới hiện nay không được dùng để nấu ăn. Thế thì nó được dùng để làm gì? Nó được dùng cho sản xuất công nghiệp. Ví dụ, để sản xuất thủy tinh, người ta phải dùng muối soda, tức natri carbonate, nhằm hạ nhiệt độ nóng chảy của cát thạch anh, giúp cát tan chảy dễ hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Không có muối sẽ chẳng có kính ô tô, không có màn hình điện thoại hay là cửa sổ nhà bạn. Trong ngành nhựa, muối là nguyên liệu đầu tiên để tạo ra sút và clo, hai chất cơ bản để sản xuất nhựa PVC, loại nhựa phổ biến nhất hành tinh, có mặt trong ống nước, dây điện, cửa, sàn nhà. Hàng triệu tấn muối được điện phân mỗi năm để tách natri và clo, rồi từ đó tạo ra vô số vật liệu khác nhau. Có thể nói, nếu không có muối, ngành nhựa sẽ tê liệt hoàn toàn. Trong luyện kim thì muối được dùng để làm sạch bề mặt kim loại, loại bỏ tạp chất, ngăn oxy hóa khi nung. Trong ngành dệt, nhuộm, muối giúp màu bám vào vải bền hơn. Trong nông nghiệp, muối được dùng để sản xuất phân bón kali clorua, một trong ba loại phân bón cơ bản nuôi sống cây trồng. Thậm chí trong cả ngành năng lượng, muối cũng len lỏi. Pin natri ion, loại pin được kỳ vọng sẽ thay thế pin lithium trong tương lai, sử dụng muối làm nguồn cung cấp natri. Ngay cả pin xe điện Tesla nổi tiếng hay tuốc pin gió cũng cần các hợp chất từ muối để làm dung dịch làm mát hoặc mảng cách điện. Rồi đến cả y học và mỹ phẩm. Muối là nguyên liệu của nhiều loại thuốc sát trùng, nước muối sinh lý, dung dịch truyền dịch, kem tẩy tế bào chết, nước súc miệng và thậm chí cả dầu gội. Những thứ bạn dùng hàng ngày, từ chai nước muối nhỏ mắt tới tuýp kem đánh răng đều có dấu vết của muối, dù ít hay nhiều. Ngay cả trong ngành công nghệ cao, muối còn được dùng để sản xuất chip. Khi làm sạch silicon, người ta dùng các dung dịch muối đặc biệt để loại bỏ tạp chất và trung hòa điện tích bề mặt. Nói cách khác, công nghệ bán dẫn cũng không thể tách rời muối. Nếu bạn thống kê toàn bộ, các nhà khoa học ước tính rằng muối có hơn tổng cộng là 14.000 công dụng khác nhau. Rất nhiều cái gạch đầu dòng khác nhau. Nó hiện diện trong mọi ngóc ngách của đời sống hiện đại. Từ cái chiếc kính bạn đeo, chiếc điện thoại bạn cầm, tới chiếc xe mà bạn đang lái. Và điều đáng để là, tất cả những công dụng đó đều bắt nguồn từ một phản ứng rất cơ bản. Khi bạn hòa muối vào nước, nó tách thành ion natri và clorua. Hai viên gạch nhỏ bé giúp xây dựng gần như cả thế giới hiện đại. Còn trong cơ thể của bạn, muối giữ vai trò sống còn. Thiếu muối, bạn sẽ ngất. Thừa muối, bạn lại chết chậm vì huyết áp và tim mạch. Thế giới hôm nay vẫn bị muối chi phối, chỉ khác là nó không còn là vũ khí thuế khóa mà là vấn đề y tế. WHO ước tính mỗi năm có gần 2 triệu người chết vì ăn mặn. Cả nhân loại từng điên đảo vì thiếu muối, giờ lại khổ vì thừa muối. Đúng là cái chuyện trớ trêu. Nếu nhìn lại, muối đã đi cùng lịch sử con người như một nhân chứng thầm lặng. Từ những mỏ muối cổ ở Ai Cập, qua các tuyến đường thương mại ở châu Phi, đến những cuộc cách mạng ở Ấn Độ, nó gắn liền với chiến tranh, với tín ngưỡng, với quyền lực và với cả sự sinh tồn của loài người. Không có muối, con người không thể bảo quản thức ăn, không thể duy trì sự sống. Nhưng có muối, con người lại dùng nó để áp bức lẫn nhau. Một hạt muối nhỏ bé nhưng mang trong nó cả câu chuyện của quyền lực, của sự sống và thậm chí là của cả lòng tham.
Và thế giới điên đảo vì muối cũng phải, không chỉ vì nó quý mà vì chúng ta cần nó. Bây giờ nó hết quý rồi thì chúng ta vẫn rất cần nó. Khi thứ gì vừa quý vừa cần lại bị kiểm soát thì đó là công thức hoàn hảo của sự hỗn loạn trong lịch sử của muối. Hàng trăm năm trước, người ta cướp muối, buôn lậu muối, thậm chí là hại nhau vì muối. Còn hôm nay, chúng ta có nó thừa mứa chứa chan để mà dùng. Muối là thứ giúp ta sống được, ăn ngon hơn, chữa bệnh, giữ xác, tạo ra công nghiệp, gây ra chiến tranh và khơi dậy khát vọng tự do. Một hạt muối nhưng cả thế giới đã từng vì nó mà rung chuyển. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Muối rất quan trọng phải không nào? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt